Xin chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu với thông tin tình hình chiều ngày hôm nay ngày 1 tháng 8 năm 2021 bao gồm những nội dung như sau. Thì ngày hôm nay là tỉnh đoàn Bến Tre kêu gọi thanh niên tình nguyện tham gia đội áo xanh xứ dừa tình nguyện mùa Covid đợt 2. Thì đối tượng kêu gọi lần này là công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và sinh viên tại tỉnh Bến Tre. Thì thời gian đăng ký từ nay cho đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2021 thì điều kiện là có tinh thần xung kích tình nguyện và có sức khỏe tốt. Thì nội dung thực hiện là tham gia một trong các đội hình sau, đó là đội phản ứng phòng chống dịch, là hỗ trợ khai báo y tế tại các chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh, là thứ hai là đội hậu cần phòng chống dịch, tức là hỗ trợ công tác hậu cần, nấu ăn, giao thức ăn và đi chợ. Thì cái thức đăng ký là mọi người thể liên hệ trực tiếp với đội trưởng với số điện thoại là 0911 536 359 và đội phó là 0832 399 901 gặp chị Trần Thị Ngọc Thoại. Thì bạn nào có nguyện vọng tham gia tình nguyện giúp đỡ Bến Tre qua đợt dịch lần này thì hãy vui lòng liên hệ nhanh với hai đội trưởng và đội phó nha. Cũng trong chiều ngày hôm nay, Bến Tre vừa có công văn số 4491 yêu cầu các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt, thực chất, hiệu quả các biện pháp cụ thể để phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và của tỉnh ban hành trong thời gian vừa qua. Thì các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 phải thực hiện nghiêm, nhất quán, theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Và phải tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm, ai ở đâu, ở đấy. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi tỉnh từ sau ngày 31 tháng 7 năm 2021 đến khi hết giãn cách, trừ những trường hợp được chính quyền cho phép. Và một phần quan trọng tiếp theo trong công văn đó là phải tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực, thực phẩm cho những người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc. Tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân, hỗ trợ người dân tỉnh Bến Tre đang ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp, có số lượng ca mắc lớn. Và thông tin cuối cùng cho bản tin chiều hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre tính đến chiều ngày hôm nay 18 giờ ngày 1 tháng 8. Thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre vừa thông báo là chiều ngày hôm nay Bến Tre ghi nhận thêm 5 ca mắc Covid-19 mới tại Ba Tri, bao gồm là ở xã Mỹ Thạnh 2 ca, ở ấp Mỹ Trung và thị trấn là 3 ca, ở khu phố 1 và khu phố 2. Xã An Hòa Tây là 1 ca, ở ấp An Bình, trong đó là phong tỏa là 3 ca, 2 ca ngoài cộng đồng là buôn bán tại chợ Mỹ Thạnh, đang điều tra dịch tễ. Thì Bến Tre chiều nay cũng ghi nhận thêm 2 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong tại Bến Tre lên là 11 ca. Số ca ra viện trong ngày hôm nay là 13 ca, cộng dồn số ca ra viện là 162 ca. Vậy là tính đến hết ngày hôm nay, ngày 1 tháng 8, Bến Tre ghi nhận có 817 ca mắc Covid-19 mới. Mình cũng xin kết thúc thông tin chiều ngày hôm nay tại đây. Bạn nào chưa đăng ký, vui lòng cho mình xin một cái đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều.